Chào tất cả anh em nhé. Giới thiệu với anh em đây là cái dòng Lokia 1280. Thì cái hàng này bên Tuân nó là hàng ruột zin, men zin, màn zin mọi người nhé. Màn hình zin mọi người nhé. Hiển thị rất là đẹp luôn, chứ nó không phải là cái hàng màn sáng. Màn này màn zin mọi người nhé, men zin, màn zin, hàng cực kỳ là chất luôn. Hàng này bên Tuân bán ra bảo hành cho mọi người là 12 tháng nhé. Thì ai quan tâm đến cái dòng này cứ liên hệ các số điện thoại bên Tuân này. Bên Tuân còn rất nhiều các dòng điện thoại khác mọi người nhé. Máy rất đẹp mọi người nhá, hàng này hàng chuẩn luôn nhá. Cảm ơn tất cả mọi người nhá.